Này con, đây con. Nãy giờ con cứ đưa tay mãi rồi bé xíu đưa tay. Đây. Con lên đây con chia sẻ làm chứng cho mọi người. Nào con. Con tên gì? Rồi cười. Rồi con được ơn gì con chia sẻ làm chứng cho mọi người. Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là mẹ của bé Phương Hiên, đây là chồng của con. Dạ con tên là Diệu. Dạ con tên My. Tên My. Diệu My, còn bé? Di. Hả? Thiên Di. Thiên Nhi. Bé bao nhiêu tuổi? Dạ 2 tuổi cha. 2 tuổi rồi. Gia đình Diệu My và bé Thiên Nhi được cơn gì chia sẻ cho mọi người? Dạ khi mà con mang thai thì 6 tháng rưỡi con sanh, thì bác sĩ nói là phải bỏ cái thai này đi tại vì không có sống được, chích cho em bé nó chết rồi lấy thai ra. Nhưng mà ở dưới quê, là quê con ở dưới Sóc Trăng, thì nhà con không có đồng ý như vậy, xin chuyển lên Từ Dũ thì con chờ dưỡng thai mà nó cũng không lên ký, nó có 900 ra mà. Rồi cuối cùng cũng cho em bé ra và bác sĩ nói là cho em bé ra lúc đó là bao nhiêu tháng? Dạ 6 tháng rưỡi. Là em bé ra thì bác sĩ nói cho dù nó có ra thì nó cũng chết, mà không để thì nó cũng chết à. Nên nhưng mà nó ra thì nó lại sống, là nằm ở trong lồng kín tới 1 tháng ở bên Từ Dũ. Rồi con vắt sữa cho bé, rồi duy trì được 1 tháng nữa là bé bị vàng da tắt mặt, không cứu được. Bác sĩ chê chuyển qua bên Nhi Đồng 1. Nhi Đồng 1 thì bé bị vàng da tắt mặt, chữa thêm 6 tháng nữa thì bệnh của bé tạm ổn, cho về nhà. Bé về nhà thì bé khỏe mạnh, lớn bình thường. Khoảng 1 năm rưỡi thì tự dưng con cho bé uống sữa thì thấy cái bụng của bé nó to ra, thì con sờ nó cứng. Thế là đi siêu âm thì bác sĩ nói là bé có khối u trong gan. Là đi lên Nhi Đồng 1 thì bác sĩ chê là không có cứu được nữa, tại vì khối u này nó to 3cm rồi. Thế là nhà con buồn lắm, cũng tính bỏ cuộc rồi, đi về quê luôn, đi thầy, đi chùa, đi bà gì quá trời luôn. Cảm thấy mình có lỗi với Chúa, có đạo, người Công giáo mà đi tin vô bùa, tin vô ngải á. Chữa cũng hết nhiều tiền lắm nhưng mà cũng không có hết, khối u nó còn to hơn nữa. Thế là con cảm thấy như là chuyến này mất con của mình thật à. Tối nào con cũng sờ vô cái bụng nó càng ngày càng to lên. Cái con cũng lên đây, con cũng lên với cha Long ở trên này hoài à. Mỗi lần lên là cho cha đập tay vô. Khi con về nhà con cũng bắt chước con sờ vô đây, con nói lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Tối nào con cũng sờ vô đây, con nói vậy. Sờ vô đâu? Sờ vô cái khối u trong bụng. Con sờ nó sưng sưng lên, con sờ vô xong con đọc lại Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Thế là cuối năm 2016 con quyết định vợ chồng con đưa bé lên trên bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh, làm giấy nhập viện đầy đủ hết rồi. Hai vợ chồng sợ con phải vô hóa chất lại tiếp tục trốn về dưới quê, nhập viện luôn. Bác sĩ gọi vô làm giấy nhập viện lần thứ hai, lên lại làm giấy nhập viện, lại cứ cảm thấy sợ vô hóa chất là con mình phải chết, sợ lắm. Lại đi về nhà nghĩ bây giờ không chữa con mình cũng chết, mà chữa thì cũng chết, thôi làm liều luôn đi chữa. Cái tự dưng Tết này đi lên Cha Long thêm một lần nữa, giống như là trong lòng mình nó thúc giục mình nhất định là phải cứu được nó. Thế là con tự dưng chẳng có ai xúi, chẳng ai gì, tự dưng lại đi qua Nhi Đồng 2. Qua Nhi Đồng 2 thì bác sĩ nói là chữa được, cái bệnh này chữa được là u nguyên bào gan, nó có khối u trong gan. Thế là bác sĩ cho bé vô hóa chất 4 toa, sau đó phẫu thuật cắt bỏ cái lá gan mà có u đi. Rồi lại tiếp tục vô 2 toa nữa là xong đợt. Nhưng mà lần thứ nhất thì mổ bé không thành công. Mổ cắt hết lá gan bên phải thì nó bị rò mạch. Rò mạch dẫn đến da bé nó vàng đi, phân bạc màu. Hẹn 2 tuần sau là cứ ở trên bệnh viện vậy đó.
2 tuần sau quyết định mổ lại lần 2. Mổ lại lần 2 thì bé cũng không thành công. Mổ lần 2 thì không thành công rồi nó lại tiếp tục bị rò mạch nữa, tại vì cái đường dây mạch của nó ngắn quá, nối lại không thành, nó lại rò ra. Lần 2 không thành công rồi lại tiếp tục chờ thêm 1 tháng nữa cho vết thương nó lành, mổ thêm lần 3. Lần 3 vẫn không thành công. Là nhà con tuyệt vọng lắm, buồn lắm, bé nó gầy, nó xăng, nó xuống ký trầm trọng luôn. Là bác sĩ gọi vô là nói với ba mẹ, bé nó nằm trong hồi sức tích cực, nằm trong phòng 6 ngày, trói chân trói tay lại, bố mẹ thì ở ngoài hành lang chờ. Hai vợ chồng con thì chiều rảnh lại đón xe buýt từ Đồng Hai về giáo điểm tin mừng. Cứ kiên trì như vậy, con nghĩ là tín thác vào Chúa, Chúa sẽ không có bỏ con đâu. Tại vì từ khi nó sanh ra đến bây giờ mình còn chịu được mà. Chịu được ở bệnh viện cả 2 năm trời, cứ cố gắng. Xong tới lần này bác sĩ gọi vô là lần này nếu mà mổ lần nữa là tiên lượng rất là xấu. Nếu mà người nhà chấp nhận mổ nữa thì bác sĩ sẽ cho mổ nữa. Mổ nữa nếu mà cái phần trăm sống của bé nó rất là xấu. Tại vì mổ nhiều quá thì nó gây nhiễm trùng. Hẹn đi hẹn lại mổ, mổ lần thứ tư thì lần này con nói là lần này mà không được nữa là bỏ chắc chết, chết chắc đi về nhà luôn chắc cơ. Chắc bây giờ nếu mà chết cũng mổ luôn. Thế là mổ vậy mà thành công. Cho cộng đoàn xem vết mổ của bé, đây là thật sự luôn. Mổ 4 lần, mổ 3 lần chỗ này và đây là vết mổ của bé. Con thấy đây là phép lạ thật sự. Nếu mà mình có lòng tin, tin mà tin một cách yêu thương thật lòng con mình, chắc chắn Chúa sẽ không bỏ mình. Cảm thấy cảm ơn lên. Hallelujah. 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 Rồi. Không phải bé này không phải là được cứu, nhưng mà không phải là nó khờ mà nó rất là thông minh luôn. Đặc biệt ở điều đó nó rất là thông minh. Nó rất là thích đi đọc kinh. Chiều nào cũng ngoài mẹ đi đọc kinh rước rước mẹ hết trơn. Rồi con là người cha, con đấy là mẹ à. Còn con đối với một người cha, một người chồng như vậy thì cái cảm giác của con như thế nào? Lúc con của con nó bị đau và lúc nó được Chúa chữa lành, như là con đem của con đến giáo điểm tin mừng để cầu nguyện thì nó như thế nào? Con chia sẻ cho mọi người. Thật ra là lúc đấy con cũng tuyệt vọng. Rồi con chẳng biết chạy đến ai, chỉ biết chạy đến Chúa. Và con đoạn con chạy xuống cha, con cầu nguyện. Rồi thì con cứ cầu nguyện, từ từ Chúa cũng nhận lời. Cho tới hôm nay vợ chồng con đi tái khám thì cái lồng độ ung thư của nó hết và trở lại bình thường. Vỗ tay. Sao như cha và cộng đoàn là bé này cắt hết lá gan bên phải và cắt túi mật. Cái hồi nãy cha nói là muốn làm cho tâm hồn mình sạch là mình phải xóa đi. Con nghĩ bé của con nó cắt cái lá gan mà có cái u đi rồi, chắc bé, con tin rằng là bé hết bệnh luôn luôn. Đây thì chị em bé cắt, phải xóa. Bé con là bé nha, bé con đây, bé gặp, ngoan. Đây là 9 tháng, 6 tháng rưỡi với 900 gram, 4 lần mổ cắt hết mật và cắt lá gan. Thưa anh chị em, mà vẫn sống khỏe, sống vui đang ở giữa chúng ta và còn biết vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Nãy giờ nó đá lùng nhau tôi liên tục. Đấy. Đấy. Mẹ đã biết đã lung nhau liên tục. Đây tặng con cái máy nha, 365 bài giảng. Con cảm ơn chị.
đây? Chị. Chị Long. Rồi, đây tặng cho ông chồng cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Một người chồng mà vẫn đồng hành với người vợ suốt 2 năm trời như vậy, hiếm lắm. Lúc rảnh là con chạy đến lòng thương xót Chúa. Cứ ở bệnh viện Nhi Đồng là hai vợ chồng bế đứa bé chạy xuống dưới này. Mà lúc đó tôi nhìn thì tôi cũng thấy về con người thì đúng là thất vọng thật. Vì nó không còn cái gì nữa cả, không còn gì để mà hy vọng. Đấy, đó là tín thác. Khi mình không còn cái gì hy vọng trong cái nhìn của con người mà mình vẫn trông cậy nơi Chúa, như là trong bài đọc 1 nói, chúng ta hãy trông cậy nơi Chúa và Chúa sẽ hạ tất cả những thành trì, những người kiêu ngạo xuống. Ta trông cậy nơi Chúa thì Chúa sẽ cho những người nghèo khổ bước đi trên những người giàu, những người bần hàn bước đi trên những kẻ quyền hành. Đây cho tặng cho con cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Một người chồng, một người cha thật là tuyệt vời và dám đồng hành với vợ con mình. Tại vì có nhiều người cha, người chồng ngày hôm nay khi thấy như vậy thì đã buông xuôi, bỏ cuộc. Hoặc là mẹ mày muốn tin gì thì tin, muốn cậy gì thì cậy, muốn trông gì thì trông, tao cóc có cần trông cậy gì hết. Và đây là tặng cho con cái quạt mẹ Maria vẫn đồng hành với con nha. Và thưa anh chị em, chúng ta thấy đâu có phải đơn giản. Trong lúc khốn khó ấy, đã có lúc người này xây nhà trên đá hay trên cát? Cát, chạy theo thầy bùa, thầy ngải, bà cúng, tốn biết bao nhiêu tiền. Đấy là lúc chúng ta xây nhà trên cát. Vì đã không xây nhà trên nền tảng vững chắc là lời của Chúa hứa, xin thì sẽ được, tìm thì sẽ, gõ thì sẽ. Hallelujah! Về nha bé, về nhé. Chào cha, rồi con về. Vỗ tay cái nữa rồi, vỗ tay.